Bất động sản Cường Lên Nhà Bài lại tiếp tục giới thiệu đến quý anh chị một mẫu nhà phố hiện đại nằm tại khu dân cư đồng bộ sang sát nhau, đường Huỳnh Tấn Phát, Phú Xuân Nhà Bài và cách Phú Mỹ Hưng khoảng chừng 3 km thôi, và cách trục đường Huỳnh Tấn Phát khoảng chừng 200m là có đầy đủ tiện ích như các ngân hàng, siêu thị và các trường học. Và đây là trục đường 8m, hai xe hơi né nhau, ô tô có thể đậu được trong nhà và rất nhiều xe máy luôn nha. Nhà thì được trang bị với hai lớp cửa kiên cố, một lớp cửa cuốn bấm tự động và bên trong là cửa nhôm sinh pha thế hệ mới cao cấp. Cửa nhôm sinh pha này mình sử dụng cửa lùa cho nên căn nhà mình rất là thoáng nha quý anh chị. Rồi, và căn nhà này thì cũng rất là gần công viên luôn nha. Nội khu thì có cổng bảo vệ và có công viên cây xanh, khu vui chơi trẻ em xung quanh đối diện. Đó là những căn nhà phố cao tầng đồng bộ với nhau. Đây là khu dân cư nhà ở cao cấp nằm tại Nhà Bài. Đây là hệ cửa nhôm sinh pha, em cũng có nói qua cho anh chị đấy. Đó, rất là gọn nha quý anh chị. Căn nhà phố hiện đại này với diện tích là ngang 5 dài cho 16, có kích cáo là 1 trệt, 2 lầu, sân thượng trước sau, 1 phòng thờ, 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh. Và đây là một khu vực sân trước, ở đây thì mình có thể đậu được một chiếc xe 7 chỗ và thêm rất nhiều xe máy nha. Và khu vực trước này thì gia chủ cũng đã đề co một hệ tủ giày dép 2 tầng, đó, âm tường rất là nhiều ngang nha quý anh chị. Và đối xứng với nhau hai bên tường đó là trang trí những điểm nhấn như là đèn chiếu và những cái tranh sơn mài treo tường rất là đẹp nha quý anh chị. Và trên thì có một chiếc đèn chùm pha lê thả và hệ thống đèn điện led trần thạch cao. Và bên trong đó là khu vực phòng khách. Ở khu vực phòng khách thì được deco rất là hiện đại và sang trọng và tất cả nội thất đều có sáng. Ở đây có gia chủ đã vào một bộ sofa, một bộ sofa rất là rộng luôn nha. Và sau vách tường bộ sofa thì cũng được ốp gỗ tươi và kèm theo đó là những cái phào chỉ màu vàng rất là đẹp. Và trên có một chiếc tranh và đèn chùm rất là đẹp. Và đối diện bộ sofa đó là một hệ tủ tivi được thiết kế ngay dưới dải cầu thang. Và đây có một chiếc tivi 75 inch rất là lớn luôn nha quý anh chị. Đó, một chiếc tivi. Ở khu vực phòng khách được thiết kế rất là đẹp và rộng rãi. Và bên trong là khu vực bếp, hệ tủ bếp gồm 3 tầng rất là nhiều ngăn, ADF chấm ẩm mới mọc rất là tốt. Và trong khu vực bếp của chúng ta thì có đầy đủ các thiết bị như lò nướng, lò phi sóng, bếp điện từ, máy hút mùi đều có sẵn hết. Và có thêm một chiếc tủ lạnh LG 2 cánh. Tủ kệ bếp của mình rất là đẹp nha quý anh chị. Rồi, và đối diện khu vực bếp nấu nướng của chúng ta thì đó là khu vực bàn ăn. Ở khu vực bàn ăn thì có một bộ bàn 6 ghế ngồi rất là lớn. Và sau vách tường bộ bàn ăn này thì được ốp kính tường rất là đẹp và sang trọng. Nhà thì được thiết kế với một không gian mở rất là thoáng nha quý anh chị. Căn nhà này thì nằm hướng đông bắc rất là mát mẻ. Và sau cùng của căn nhà đó là một phần giếng trời. Ở khu vực giếng trời này thì có một nhà vệ sinh. Đó, nhà vệ sinh thì đặt ngay cuối phần này nha quý anh chị. Và ở khu vực này thì cũng làm khung sát và lợp phía trên hết cho mình rồi nha. Và cũng trồng những chậu hoa leo rất là đẹp. Quý anh chị khách hàng đang xem kênh Bất Động Sản Cường Lên Nhà Bài thì vui lòng đăng ký kênh giúp em và cùng em theo dõi đến cuối video clip của căn nhà này nha. Và quý anh chị vui lòng truy cập website bất động sản cường lên.com. Trên website em có luôn luôn đăng tin trên và có thể kết bạn Zalo với em qua số điện thoại 0937889880 hoặc liên hệ trực tiếp qua cho em. Em sẽ tư vấn về pháp lý và cách thiết kế xây dựng của căn nhà này. Rồi, mời quý anh chị tiến lên khu vực tầng 1 của mình nha. Khu vực tầng 1 thì gồm 2 phòng ngủ và mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng biệt và hành lang để đi vào hai phòng ngủ thì cũng được trang trí rất là đẹp nha quý anh chị. Cũng được ốp gỗ tường nhìn rất là sang và đó là những cái đèn chiếu và những bức tranh. Rồi, trong phòng ngủ có đầy đủ nội thất. Nó thiết kế rất là đẹp.
giường này, đó, tủ quần áo, máy lạnh, bàn trang điểm, bàn làm việc và hệ tủ tivi. Và đây có tặng kèm đó là một chiếc tivi 43 inch nữa, kính soi. Đây là kính soi cảm ứng ở khu vực bàn trang điểm của mình nha. Và phòng này thì cũng có ban công nha quý anh chị, ban công rất là đẹp nha, rất là rộng luôn. Ở khu vực ngoài ban công thì có một bộ bàn, một bộ bàn, hai ghế ngồi. Nó khu vực chúng ta thư giãn vào ban đêm hoặc vào buổi sáng. Đó, đối diện là những căn nhà phố rất là đẹp luôn. Căn nhà này thì đang có mức giá ngoài thị trường là 9 tỷ 200 triệu đồng còn thương lượng nha quý anh chị. 9 tỷ 200 triệu đồng còn thương lượng. Sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, có hỗ trợ vay ngân hàng và mua bán là sang tên. Rồi, video clip này hơi dài chút xíu nha quý anh chị. Quý anh chị vui lòng cùng em theo dõi đến cuối video luôn nha. Rồi, và phòng ngủ thứ hai của tầng 1 của chúng ta cũng có đầy đủ nội thất như ở căn phòng master đầu tiên. Cũng trang trí rất là đẹp. Từ chi tiết luôn, tủ quần áo nè, giường này, máy lạnh, bàn trang điểm và bàn làm việc, kệ tivi và có sẵn tivi luôn. Và nhà vệ sinh thì được sử dụng riêng, tất nhiên nhà vệ sinh rất là rộng rồi. Ở đây thì có thiết kế một bồn tắm đứng, vách ngang và kính cường lực, cửa lùa. Đó, các thiết bị nhà vệ sinh rất là cao cấp luôn nha. Rồi, quý anh chị quan tâm thì liên hệ cho em qua số điện thoại em có ghém bên trái của màn hình, hoặc kết bạn Zalo với em và truy cập website bất động sản cường len.com. Rồi, mời quý anh chị tiến lên khu vực tầng 2 nha. Trên khu vực tầng 2 của chúng ta thì cũng có hai phòng ngủ và mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng. Và trong các phòng ngủ thì cũng có đầy đủ nội thất luôn. Thì trên tầng 2 thì xin phép quý anh chị chúng ta sẽ đi nhanh hơn một chút nha. Thì cũng được đề co thiết kế như ở khu vực tầng 1 mình nha quý anh chị. Mỗi phòng đều có ban công và cửa sổ và nội thất đầy đủ. Em nhắc lại vị trí nằm tại khu dân cư, đường 8m đồng bộ với nhau. Đường trước nhà 8m hai xe hơi né nhau. Và căn nhà có diện tích là ngang 5 dài cho 16, có kết cấu một trệt, hai lầu, sân thượng trước sau, một phòng thờ, 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh. Căn nhà full trang đầy đủ nội thất cao cấp, mua về chỉ có việc xách vali vào ở thôi. Giá thì 9 tỷ 200 triệu đồng còn thương lượng. Sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ, có hỗ trợ vay ngân hàng và mua bán sang tên nhanh. Căn nhà thì gần ngay cổng bảo vệ và có công viên cây xanh, khu vui chơi trẻ em, đầy đủ tiện nghi. Và cách trục đường Huỳnh Tấn Phát khoảng chừng 200m thôi là có đầy đủ tiện ích. Và cách Phú Mỹ Hưng khoảng chừng 3km thôi. Rồi, và đây là khu vực phòng thờ của chúng ta rất là rộng rãi nha quý anh chị. Rất là rộng luôn. Và ngay khu vực phòng thờ của chúng ta có một cửa giếng trời rất là lớn, để cho mình lái ánh sáng vào toàn thể khu vực căn nhà của mình. Và phía sau là khu vực tầng sân thượng sau. Thì khu vực này thì mình giặt giũ và mình phơi quần áo ngoài này. Cũng được làm khung sát rào bảo vệ xung quanh. Và tất cả đường ống máy giặt đều thiết kế sẵn. Và trên là bồn nước nha quý anh chị. Rồi, mời quý anh chị tiến ra khu vực phần sân thượng trước. Mẫu nhà phố hiện đại này rất là đẹp nha quý anh chị. Đang rất là thịnh hành trong năm 2022. Rồi, phần sân thượng trước. Đó, đối diện là những căn nhà phố rất là đẹp nha quý anh chị. Khu dân cư, nhà cao tầng đồng bộ, trang trí cao, văn minh và rất là an ninh. Rồi, và bây giờ em cũng xin kết thúc video. Chân thành cảm ơn quý anh chị đã cùng em xem đến cuối video này.